Trong vụ tai nạn liên hoàn ở Lạng Sơn khiến 5 người chết, tài xế xe khách khẳng định thời điểm xảy ra tai nạn không hề buồn ngủ, hoàn toàn tỉnh táo khi lái xe và không sử dụng chất ma túy. Một hành khách cho biết, tài xế là người điềm đạm, đã chở đoàn của bà đi nhiều nơi. Đặc biệt có một điều bất thường trong xe 16 chỗ hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Cùng với đó, nạn nhân sống sót bằng hoàng kể lại phút kinh hoàng khu vụ tai nạn xảy ra. Tại căn nhà ở tổ 41, khu 4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Ngoan, 59 tuổi, người vừa thoát chết trong vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra tại Lạng Sơn, sáng sớm ngày 31 tháng 10, vẫn còn bàng hoàng khi được hỏi chuyện. Theo bà Ngoan, đoàn của bà gồm 16 người cả lái xe đi lễ ở đền ở Lạng Sơn từ 4 giờ sáng ngày 30 tháng 10. Sau khi kết thúc lễ ở các đền thì đến khoảng 2 giờ, đoàn lên xe để về Quảng Ninh. Xe đi được khoảng 10 phút thì thấy tiếng động rất lớn. Liên đó, mọi người trong xe bị đẩy về phía trước và đập vào ghế kèm theo là những tiếng kêu la hoảng loạn. Nghe thấy tiếng rầm lớn, chiếc xe rung lắc dữ dội, vỡ hết kính cửa sổ. Tôi ngồi sau ghế lái xe nên đập mạnh vào thành ghế, đau nhói vùng bụng nhiều người trong xe kêu cứu. Lúc này nhìn ra bên ngoài thấy khói bốc cao, tôi hô hoán mọi người ngồi nén đau để trèo khỏi cửa sổ thoát thân. Ra được bên ngoài tôi mới biết mình còn sống. Bà ngoan nhớ lại cũng theo bà ngoan thời điểm thoát thân ra ngoài bà thấy hiện trường ngổn ngang mảnh vỡ của xe, nhiều người nằm bất động sau mới biết họ đã không qua khỏi. Những người còn sống và bị thương được tài xế container cùng những người gần đó hỗ trợ thoát khỏi xe và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi được kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Tri Lăng, bà Ngoan và một số nạn nhân bị thương nhẹ được hỗ trợ thuê xe để về nhà tại thành phố Hạ Long. Cùng đi với đoàn và may mắn thoát nạn, nhưng bà Lê Thị Nhàn, chú phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phà, tỉnh Quảng Ninh lại đau đớn khi mất đi người con trai 32 tuổi là anh Cao Văn Toàn. Bà nghẹn ngào nói, lúc ấy đoàn đã đi lễ về, chúng tôi đi từ sáng hôm qua tại Hạ Long, phải về trong đêm để kịp sáng đi làm vì trên xe toàn công nhân người lao động. Lên xe tôi chập chân ngủ thì xảy ra tai nạn. Lúc ấy tôi sợ đến mức tưởng như không thở nổi vì người bị kẹt trong xe, gãy hết xương sườn, giờ về còn phải lo hậu sự cho con trai. Đầu xót nhận thi thể chồng, bà Lê Thị Xuân ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 2 giờ 30 sáng nay, bà nhận tin giữ là đoàn đi lễ trong đó có chồng bà gặp tai nạn ở Lạng Sơn. Nhận tin, tôi tức tốc lên xe đi Lạng Sơn, hơn 5 giờ cùng ngày thì đến nơi. Khi đến trung tâm y tế huyện Tri Lăng, Tôi mới đau xót biết tin chồng đã mất, bà Xuân nghẹn ngào. Đang điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Trì Lăng, bà Võ Thị Hà, 61 tuổi, ở Quảng Ninh cho biết, làm lễ xong đến khoảng 2 giờ ngày 31 tháng 10, cả đoàn lên xe tiếp tục di chuyển. Do mệt vì quãng đường đi xa, di chuyển liên tục nên vừa lên xe mọi người liền chập mắt nghỉ ngơi khi xe đi được một lúc thì gặp nạn lúc đấy tôi đang thiêu thiêu ngủ thì thấy dầm người bị hất văng vào thành xe cảm thấy tức ngực khó thở lúc mở mắt tôi thấy mình bị thương nằm la liệt một số người tử vong tại chỗ đôi tay run rẩy giọng vẫn chưa hết sợ hãi bà hà kể theo bà hà thời điểm xảy ra vụ va chạm vợ chồng bà ngồi ghế cuối vụ tai nạn khiến bà bị gãy xương sườn về tài xế xe 16 chỗ, bà Hà cho biết ông Quách Đình Trọng là người điềm đạm, đã chở đoàn xe của bà đi nhiều nơi. Chú Trọng chờ chúng tôi đã được 14 năm rồi. Đây là lần đầu tiên gặp nạn, chiếc xe 16 chỗ mới mua hơn 1 tỷ đồng. Sau vụ tai nạn, chú ấy xuống xe kiểm tra tất cả và phát hiện 5 người tử vong, bà Hà dưng dưng chia sẻ. Trước đó khoảng 2 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 10, xe khách loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 14B-036XX do tài xế Quách Đình Trọng, 57 tuổi, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh điều khiển. Đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đỗ cùng chiều phía trước. Sau đó xe khách tiếp tục va chạm với ô tô đầu kéo khác. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách đang chở 16 người gồm cả lái xe. Cú va chạm mạnh đã khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương theo đại diện cục cảnh sát giao thông ban đầu cảnh sát xác định nguyên nhân do đoạn đường xảy ra tai nạn là đường dốc cua trời tối nên lái xe khách đã tông vào ô tô đầu kéo đang bị hư hỏng, dừng đỗ bên đường. Tại hiện trường, cảnh sát xác định ô tô đầu kéo đã bị hỏng đã đặt vật cản cảnh báo đuôi xe 16m. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, chiều 31 tháng 10, xác nhận với Vietnamnet, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, Bùi Quốc Khánh cho biết, tài xế xe khách trong vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người chết đã có những lời khai ban đầu về vụ việc với cơ quan công an. Theo đó, tài xế Quách Đình Trọng sinh năm 1966, chú tổ 23 khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định thời điểm xảy ra tai nạn không hề buồn ngủ, hoàn toàn tỉnh táo khi lái xe và không sử dụng chất ma túy. Cũng theo tài xế Trọng, ngày 30 tháng 10, Đoàn khách từ thành phố Hạ Long thuê xe để đi lễ tại đền Châu Lục. Đến hơn 2 giờ ngày 31 tháng 10, mọi người trong đoàn làm lễ xong thì lên xe để về Quảng Ninh, đi được khoảng 10 phút trên quốc lộ 1A đến địa phận thôn Rừng Cấm, Trầm Non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng thì thấy một cành cây để dưới lòng đường làm vật cản. Cành cây được đặt cách đuôi xe container đang đỗ khoảng 16 mét. Thấy vật cản, tài xế trọng đánh lái để tránh, nhưng làn đường đối diện có xe container đang đi tới theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, sự việc xảy ra quá nhanh khiến xe khách va chạm với vào xe container đang đỗ ven đường và va chạm tiếp vào xe container đang đi chiều ngược lại. Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng, hiện các nạn nhân bị thương đã ổn định sức khỏe, một số nạn nhân đã được người thân đón về nhà, có hai nạn nhân nặng nhất bị gãy nhiều đoạn xương sườn, xương chọc vào phổi đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức Hà Nội, còn một nạn nhân bị rách mặt vỡ xương chậu và gãy chân đã được phẫu thuật tại trung tâm y tế huyện hữu lũng sau khi vụ tai nạn xảy ra, ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng trên một gia đình nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng trên một nạn nhân bị thương, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hữu lũng Bùi Quốc Khánh cho biết, tối 31 tháng 10, ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh cùng các sở ngành liên quan đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân có tử vong 5 triệu đồng, gia đình có người bị thương 2 triệu đồng. Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe 16 chỗ chỉ có dữ liệu đến 4 giờ 59 ngày 30 tháng 10. Thời điểm gặp nạn xe này không có dữ liệu giám sát hành trình nên không ghi nhận được tốc độ. Theo cục đăng kiểm xe khách 16 chỗ gây tai nạn giao thông liên hoàn ở Lạng Sơn, sản xuất năm 2019 tại Việt Nam được kiểm định lần gần nhất ngày 29 tháng 8, hết hạn vào ngày 28 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, thông tin từ cục đường bộ Việt Nam cho biết xe 16 số chỉ có dữ liệu đến 4 giờ 59 phút ngày 30 tháng 10. Thời điểm gặp nạn xe này không có dữ liệu giám sát hành trình nên không ghi nhận được tốc độ. Trong khi đó, luật giao thông đường bộ năm 2018 quy định đơn vị kinh doanh vận tải phải lắp ráp thiết bị giám sát hành trình trước tiên là phục vụ công tác quản lý, điều hành, quản lý lái xe của doanh nghiệp vận tải, đồng thời cơ quan quản lý Cục Đường bộ Việt Nam. Sở Giao thông Vận tải các địa phương căn cứ vào dữ liệu từ thiết bị này được truyền về để phục vụ công tác điều tra tai nạn, mất tích phân tích nguyên nhân và xử lý đối với các trường hợp vi phạm, một chuyên gia cho biết, cơ quan chức năng cần làm rõ xe 16 chỗ không có dữ liệu giám sát hành trình do đi vào vùng mất tín hiệu kết nối hay tài xế cố tình ngắt kết nối. Bởi nếu các phương tiện không truyền dữ liệu giám sát hành trình hoạt động về cục đường bộ Việt Nam thì xảy ra tai nạn giao thông, việc tìm ra nguyên nhân vụ việc sẽ gặp khó khăn ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh trường hợp xe ngắt kết nối dữ liệu giám sát hành trình trách nhiệm trước hết của lái xe sẽ không đủ điều kiện hoạt động ông hùng đề nghị cơ quan công an làm rõ thực tế vẫn xảy ra tình trạng nhiều xe kinh doanh vận tải không truyền dữ liệu giám sát hành trình theo quy định nếu doanh nghiệp cố tình không thực hiện việc truyền dữ liệu sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật